Sau đây là những tin chính sẽ phát trong bản tin ngày hôm nay. Xót xa khoảnh khắc thanh niên 17 tuổi đuối nước tử vong thương tâm tại hồ bơi. Bị xe ben tông nát đầu, ô tô con bốc cháy như phim hành động. Gây tai nạn, lái xe còn hùng hổ đánh người gây phẫn nộ. Xót xa khoảnh khắc thanh niên 17 tuổi đuối nước tử vong thương tâm tại hồ bơi. Những tai nạn đuối nước ở hồ bơi vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt thời điểm bước vào mùa hè. Mới đây một vụ tai nạn đuối nước tại hồ bơi tiếp tục xảy ra khiến một người tử vong thương tâm. Theo đó, sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng hơn 15 giờ ngày 30 tháng 4 vừa qua, tại một hồ bơi ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Vào thời điểm trên, một nam thanh niên trong quá trình nhảy xuống bể bơi nhưng bị tuột chiếc phao khỏi tay. Do nước quá sâu, nam thanh niên đã vật lộn, chới với giữa hồ. Khoảnh khắc nam thanh niên cố gắng ngoi lên mặt nước, giơ tay cầu cứu nhưng dần đuối sức rồi chìm dần khiến ai nấy không khỏi xót xa. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các ý kiến đều không khỏi bàng hoàng trước diễn biến sự việc diễn ra quá nhanh. Tai nạn đau lòng một lần cảnh báo mọi người cần đảm bảo an toàn khi đi bơi. Mặc dù thời điểm đó có rất nhiều người đang tắm nhưng dường như không ai để ý đến tín hiệu cầu cứu của nam thanh niên khiến người này một mình chới với rồi từ từ chìm dần. Bị xe ben tông nát đầu, ô tô con bốc cháy như phim hành động. Khi đang sang đường, chiếc ô tô con bất ngờ bị xe ben tông nát đầu rồi bốc cháy như trong phim hành động. Vụ tai nạn xảy ra vào 15 giờ 46 phút ngày 2 tháng 5 trên tuyến đường thuộc địa phận Quốc Oai, Hà Nội. Hình ảnh ghi lại được cho thấy, do không chú ý quan sát trong lúc quay đầu sang đường, chiếc xe ô tô con màu trắng đã bị một chiếc xe ben tông trúng đầu. Cú va chạm xảy ra khiến chiếc xe ben lao thẳng xuống ruộng, chiếc ô tô con nát phần đầu rồi bốc cháy. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera hành trình ghi lại. Hiện chưa rõ tình hình cụ thể của những người có mặt trên xe nhưng ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý từ phía cộng đồng mạng. Gây tai nạn, lái xe còn hùng hổ đánh người gây phẫn nộ. Toàn bộ quá trình, diễn biến sự việc đã được camera an ninh của nhà dân ghi lại vào khoảng 0 giờ ngày 3 tháng 5 vừa qua trên đoạn đường thuộc phường Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Thời điểm đó, ô tô màu đỏ đã đâm rất mạnh vào đuôi xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota lưu thông cùng chiều phía trước. Pha va chạm khiến cả hai phương tiện đều bị hư hỏng. Khi tấp xe vào lề đường để giải quyết sự việc, người đàn ông điều khiển xe gây tai nạn tỏ ra khá hung hăng, liên tục chửi bới rồi thậm chí còn đánh tài xế ô tô bị đâm. Ông ta cho rằng lỗi là đối phương dừng đỗ xe trên đường, trong khi đó camera an ninh ghi lại rất rõ ô tô hiệu Toyota đang từ từ di chuyển về trước cổng nhà. Không nghe tài xế giải thích, người đàn ông cứ thế lao tới đấm rồi đạp anh ta. Trước thái độ côn đồ của người đàn ông này, người dân chứng kiến xung quanh đã phải chạy tới can ngăn để sự việc không bị đẩy đi quá xa. Một lúc sau, người đàn ông này còn kia gọi thêm cả đại ca xăm trổ tới để thị uy, dọa tài xế điều khiển ô tô hiệu Toyota. Theo lời khuyên của mọi người xung quanh, anh này trước đó đã tạm lánh vào nhà. Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, hành xử của người đàn ông điều khiển ô tô màu đỏ khiến số đông vô cùng bức xúc.